Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Hyundai Accent, chiếc xe sedan trong phân khúc cỡ B của bên nhà Hyundai. Mà trong cái video ngày hôm nay, tuần cuối cùng của tháng 2 năm 2023 này, Top Car VN sẽ cập nhật cho quý anh chị các bạn chính sách giá bán tốt nhất có thể tại thời điểm tuần cuối này của Accent cho từng phiên bản, chương trình khuyến mại về quà tặng phụ kiện và mức giá lăn bánh đến với những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang quan tâm, đang theo dõi về chiếc xe này. Và tại thời điểm này thì đại lý lại đang có cả Accent AT tiêu chuẩn sản xuất năm 2022 đang ở cái chế độ thanh lý xả kho quý chị các bạn ạ. Với Accent thì hiện tại đây là một chiếc xe ở trong phân khúc cỡ B, sử dụng động cơ máy xăng 1.4, sử dụng hộp số tự động 6 cấp quý chị các bạn nhé. Accent là một chiếc xe sản xuất và lắp ráp tại thị trường Việt Nam với 3 sự lựa chọn: Accent số sàn, Accent AT tiêu chuẩn và Accent AT đặc biệt. Với Accent thì tầm tiền của chiếc xe này thấp hơn so với những đối thủ trong phân khúc, ví dụ như là Toyota Vios hay là chiếc xe Honda City. Quay trở lại với video tuần cuối cùng, mình xin phép là cập nhật luôn để anh chị chúng ta xem là trong cuối tháng 2 này có thể đưa được ra quyết định lấy cái dòng xe này không. Đầu tiên đó là Accent AT tiêu chuẩn. Như mình đã nói, đại lý đang có AT tiêu chuẩn VIN, tức là cái năm sản xuất 2022 đang có màu đen các bạn nhé. Có đâu đó khoảng tầm 3 đến 4 xe màu đen năm sản xuất 2022 đang ở chế độ thanh lý, với mức giá niêm yết của nó là 505 triệu tại thời điểm này. Giảm giá cho cái bản này lên tới 55 triệu đồng luôn, đâu đó giá bán chỉ còn 450 triệu đồng. Đó là bản số tự động AT tiêu chuẩn đấy, 450 triệu, và xe sản xuất 2022 và lăn bánh ở tỉnh của nó là 507 triệu, ở Hà Nội là 537 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 527 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 507, Hà Nội là 537 và Thành phố Hồ Chí Minh là 527 triệu. Còn màu đen thôi quý chị các bạn nhé, cũng còn khoảng tầm 3 đến 4 xe thôi. Đấy. Tiếp theo đó là chiếc xe mà sản xuất 2023, Accent AT tiêu chuẩn sản xuất 2023, với mức giá của nó niêm yết vẫn là 505 thôi. Và hiện tại với bản 2023 thì đâu đó giảm giá lên tới hơn 30 triệu đồng dành cho quý chị các bạn. Và mình có cập nhật lăn bánh ở tỉnh xe là 526 triệu, ở Hà Nội là 556 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 545 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 526, Hà Nội là 556 và Thành phố Hồ Chí Minh là 545 triệu đồng với Accent AT tiêu chuẩn sản xuất 2023. 2023 thì là đủ màu giao ngay luôn quý chị các bạn nhé. Như vậy là chênh nhau giữa sản xuất 2022 và 2023 là 20 triệu đồng. Đấy. Nếu như mua trả góp Accent AT tiêu chuẩn, các bạn có nhu cầu mua trả góp ở tỉnh cần chuẩn bị số tiền tối thiểu là 151 triệu đồng, Hà Nội tối thiểu là 182 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 170 triệu đồng anh chị nhá. Tỉnh 151, Hà Nội 182 và Thành phố Hồ Chí Minh là 170 anh chị ạ. Đó là AT tiêu chuẩn, một cái phiên bản mà trong cái thời gian vừa qua cũng được nhiều anh chị khách hàng chúng ta quan tâm, đặc biệt là chiếc xe có năm sản xuất 2022. Thực ra model xe thì vẫn y nguyên như vậy, mọi option vẫn là y nguyên như vậy, không thay đổi bất cứ thứ gì. Nhưng mà được cái lại rẻ hơn 20 triệu. Nếu khách hàng chúng ta đi gia đình thì hoàn toàn VIN 2022 vẫn là một sự lựa chọn, mình thấy cũng quá là ok quý chị các bạn ạ. Tiếp theo đó là Accent AT đặc biệt. AT đặc biệt thì chỉ có xe sản xuất 2023 thôi quý chị các bạn nhé. Xe 2023 542 triệu là mức giá niêm yết, và tại thời điểm này chiếc xe này đâu đó giảm giá rồi quý các bạn cũng hơn 30 triệu đồng. Và AT đặc biệt đang có đủ màu giao ngay, trắng, đỏ, đen, với mức giá lăn bánh ở tỉnh là 568 triệu là lăn bánh, Hà Nội là 599 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 588 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 568, Hà Nội là 599 và Thành phố Hồ Chí Minh là 588 triệu đồng. Đó là AT đặc biệt. Trả góp của AT đặc biệt này ở tỉnh số tiền cần chuẩn bị tối thiểu là 167 triệu, Hà Nội tối thiểu là 198 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 187 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh 167, Hà Nội 198 và Thành phố Hồ Chí Minh là 187 với AT đặc biệt theo phương án trả góp quý chị các bạn nhé. Cái phiên bản trước mắt các bạn đây chính là AT đặc biệt. Bản AT đặc biệt thì chênh với cả phiên bản AT tiêu chuẩn rơi vào là 40 triệu. Với 40 triệu vậy thì nó thường được thêm đó là cái cửa sổ trời. Cái cửa sổ trời thì mình thấy là có khách hàng cần, có khách hàng cũng chẳng có nhu cầu. Đấy, đặc biệt khách hàng Hà Nội mình nghĩ chắc cả năm cũng không mở cửa sổ trời ra một lần, mình nó toàn bụi thôi quý chị các bạn ạ. AT đặc biệt thì có thêm được cái la răng kiểu to bản hơn, to hơn 1 inch
Đấy, ngoài ra thì có điều hòa tự động, rồi là có cruise control, có ghế da, tranh nhau 40 triệu. Cái sự lựa chọn là tùy ở phía khách hàng. Tiếp theo đó là Accent số sàn. Số sàn mà đủ các bạn nhé, số lượng xe số sàn của Accent thì cực ít. À, phân khúc thì hiện tại nó đang cạnh tranh với cả Vios. Vios thì thường số sàn bán chạy hơn. Accent thì do là ít xe cho nên là cũng nhiều người trong thời gian vừa qua có hỏi đến không có xe. Nhưng mà tại thời điểm này, tại đại lý của mình đang có màu đỏ giao ngay luôn với số sàn MT bản đủ 472 triệu là mức giá niêm yết đại lý đang bán với mức giá là 440 triệu đồng anh chị ạ, 440 triệu. Và làm ánh ở tỉnh sẽ là 491 triệu, ở Hà Nội là 520 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 511 triệu đồng anh chị nhé. Tỉnh là 491, Hà Nội là 520 và thành phố Hồ Chí Minh là 511 với số sàn bản đủ của Hyundai Accent. Trả góp thì ở tỉnh số tiền cần chuẩn bị tối thiểu là 138 triệu. Hà Nội sẽ là 167 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 158 triệu đồng. Tỉnh 138, Hà Nội 167 và thành phố Hồ Chí Minh là 158 với số sàn bản đủ của Hyundai Accent. Đó là ba mức giá của ba phiên bản Hyundai Accent, trong đó có chiếc xe AT tiêu chuẩn sản xuất 2022. Mình lưu ý là đại lý vẫn đang còn đâu đó 3-4 xe, anh chị chúng ta có thể lấy ngay với mức giá này. Cả ba phiên bản là mình đang báo ở trong tháng 2 năm 2023 này. Nguyên nhân mình nói như vậy tại vì là trong cái mức giảm giá này có cái mức hỗ trợ giá của bên nhà máy, cho nên là các đại lý bắt buộc phải báo bán và thanh toán xe ở trong cái tháng 2 dương lịch này, quý chị các bạn nhé. Vậy thì nếu chúng ta có nhu cầu xem xe trực tiếp lái thử về Hyundai Accent cho bất cứ một phiên bản nào thì nhờ anh chị hãy gọi cho cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái màn hình này. Ở miền Bắc thì nhờ các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, miền Nam thì nhờ các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam để có thể liên tục cập nhật chính sách giá tốt nhất đến với quý chị các bạn. Xin chào ạ.